7 năm bên nhau mặn nồng, nhưng vì sao Hà Tăng chỉ khoe quà 8 tháng 3 một lần duy nhất của chồng? Ý nghĩa của món quà này khiến ai cũng suýt xoa ngưỡng mộ Hà Tăng hơn. Tính đến nay đã tròn 7 năm Hà Tăng kết hôn cùng doanh nhân Lô Yên Nguyễn, cặp đôi vẫn giữ được lửa trong hôn nhân và có với nhau hai đứa con kháu khỉnh. Dù cuộc sống giàu có sung túc, nhưng Hà Tăng cùng chồng vẫn giữ một nếp sống giản dị. Đặc biệt vào dịp lễ Tết, cặp đôi cũng chọn những món quà thiên về tinh thần hơn là vật chất dành cho nhau. Điều đặc biệt là suốt 7 năm chung sống, Hà Tăng chưa một lần khoe quà 8 tháng 3 của chồng dành cho mình, thế nhưng chỉ duy nhất một lần Tăng Thanh Hà khoe quà 8 tháng 3 được ông xã tặng lên mạng xã hội là vào năm 2017. Đó là một món quà giản dị nhưng tuyệt đẹp, một bó hoa tulip trắng tinh. Chỉ một món quà tinh tế, Lô Yên Nguyễn đã khiến Hà Tăng phải phá lệ khoe quà cho cả thế giới cùng xem. Tulip trắng là loài hoa đại diện cho tình yêu thuần khiết, cho thiên đường và sự mới mẻ. Ý nghĩa của loài hoa này thường dùng miêu tả hạnh phúc đến từ thiên đường, sự mới mẻ trong cuộc sống và tình yêu. Một cô gái nhận được bó hoa tulip trắng từ một chàng trai, đồng nghĩa với việc anh ấy muốn nói bạn chính là thiên sứ xinh đẹp nhất và thuần khiết nhất của đời mình. Cách chọn quà và tặng quà của doanh nhân Lô Yên Nguyễn quả rất thông minh và tinh tế. Anh luôn biết tạo niềm vui cho vợ bằng sự yêu thương chân thành hơn là vật chất xa xỉ. Lâm Khánh Chi lần đầu bế con trai đi sự kiện. Ca sĩ chuyển giới gây bất ngờ khi xuất hiện cùng ông xã, bố mẹ hai bên và quý tử ra đời nhờ phương pháp mang thai hộ tối ngày 8 tháng 3. Lâm Khánh Chi diện váy dạ hội dài quét đất, khoe vẻ điệu đà như công chúa trong buổi ra mắt MV Mẹ Tôi Là tại thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp chuyển giới để tóc ngắn thả suông đơn giản. Bố mẹ ruột đứng bên trái, mẹ chồng và ông xã Phi Hùng đến ủng hộ cô có sản phẩm ý nghĩa nhân quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Cậu con trai vài tháng tuổi của Lâm Khánh Chi lần đầu được mẹ cho xuất hiện trước công chúng. Em bé chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ tại Thái Lan, nhóc tiền ngoan ngoãn khi được bà nội cân nựng vỗ về. Vợ chồng Lâm Khánh Chi đặt tên con là Trần Huỳnh Kim Long, lấy cả họ của bố và mẹ. Nữ ca sĩ chia sẻ từ khi có con, cuộc sống của cô bận rộn hơn nhưng đầy niềm vui. Ca sĩ đại nhân đã bình phục sau cơn tai biến mạch máu não hồi tháng 2. Anh mặc bảnh bao tới chúc mừng đàn chị. Quách Tuấn Du mặc sành điệu cùng Hoa hậu Chi Nguyễn và nhiều bạn bè thân thiết đến chung vui với Lâm Khánh Chi. Hai nghệ sĩ hài Hải Triều, BB Trần và ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài vui vẻ bắn tim chụp ảnh cùng công chúa Lâm Khánh Chi. Bảo Thy đẹp tựa nữ thần, nhìn sang nhan sắc của chị dâu bầu 8 tháng mới ngã ngửa. Thỉnh thoảng mới tham dự sự kiện, nhưng Bảo Thy luôn khiến đối phương suýt xoa bởi nhan sắc quyến rũ của nữ ca sĩ. Xuất hiện tại bữa tiệc với chiếc đầm màu bạc, khoe trọn đường cong cơ thể, Bảo Thy khiến những người xung quanh không thể rời mắt vì nhan sắc ngày càng chín mùi của mình. Vừa qua, ngày 7 tháng 3, nữ ca sĩ Bảo Thy đã đứng ra tổ chức một buổi tiệc dành cho những người thân thiết của mình và tất cả những thành viên đồng hành với cô trong công việc. Theo đó, yêu cầu của sự kiện này là tất cả những ai tham dự đều phải hóa trang theo phong cách Skateboy. Dù đã ngoài 30, Bảo Thy vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm như thuở đôi mươi, khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Tuy nhiên, cô cũng tiết lộ đã phải rất vất vả để lấy lại hình ảnh sau khi tăng hơn 4kg vào cuối năm ngoái. Đợt đi du lịch liên tục cuối năm vừa rồi với gia đình, đặc biệt là lúc trên tàu 5 sao, đồ ăn quá ngon lại không có sóng wifi thường xuyên, nên Thy chỉ biết ăn với ngủ. Chính vì ăn ngon ngủ ngon, nên chỉ đi một tuần mà Thy lên tận 4,5kg. Về tới Việt Nam, Thy bị suy sụp tinh thần một cách khủng khiếp vì chưa bao giờ lên tới ngưỡng đó. Chính vì vậy, Thy đã lên kế hoạch lấy lại vóc dáng ngay lập tức, Bảo Thy nhớ lại. Xuất hiện tại sự kiện còn có sự góp mặt của chị dâu Bảo Thy là người đạp Trang Pula. Dù đang mang thai ở tháng thứ 8, thế nhưng bà xã Thế Bảo vẫn tự tin diện đầm ôm sát khoe vẻ đẹp mặn mà. Chia sẻ về mối quan hệ với cô em gái nổi tiếng Bảo Thy, Trang Pula cho biết hầu như Trang và Bảo Thy nhắn tin cho nhau mỗi ngày, từ cuộc sống gia đình, tình cảm cho đến công việc. Cả hai chị em cũng thường đi coi phim shopping với nhau nên rất là thân thiết. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thì gia đình nữ ca sĩ sẽ đón thêm một thành viên mới, chính là một bé trai. Trong bữa tiệc, Bảo Thy đã bất ngờ tiết lộ tháng sau, Thy sẽ sang châu Âu quay MV dành tặng cho khán giả, những người đã chờ đợi Thy trong thời gian vừa qua. Và bắt đầu từ giây phút này, Thy sẽ trở lại âm nhạc một cách mạnh mẽ nhất. Lời chia sẻ này của Bảo Thy ngay lập tức khiến các fan không khỏi phấn khích.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ chỉ chịu hé lộ thêm đôi chút về dự án Trở Lại Sắp Tới của mình. Về ca khúc thì sẽ quay một số ca khúc ballad với nội dung rất là buồn. Vì là ballad nên MV phải có câu chuyện đàng hoàng, nhưng Thi sẽ cố gắng tiết chế về những tình tiết drama. Thi nghĩ thời gian vừa qua Vbop đã có quá nhiều MV drama rồi. Tất nhiên, Thi vẫn sẽ làm MV của mình có một câu chuyện để dễ dàng truyền tải cảm xúc, nhưng sẽ đi theo hướng nhẹ nhàng và quan trọng nhất vẫn là sẽ đẹp, đẹp thiệt là đẹp. Đến hiện tại, Bảo Thi hoạt động nghệ thuật nhẹ nhàng hơn khi cô không bị áp lực về kinh tế. Tuy nhiên, để các fan không chờ đợi và mong mỏi, thỉnh thoảng cô vẫn đi hát và thực hiện sản phẩm âm nhạc. Điều này khiến nhiều khán giả suýt xoa, chính là nhan sắc của nữ ca sĩ ngày càng đẹp theo năm tháng. Bảo Thi đẹp tựa nữ thần, nhìn sang nhan sắc của chị dâu bầu 8 tháng mới ngã ngửa. Thỉnh thoảng mới tham dự sự kiện, nhưng Bảo Thi luôn khiến đối phương suýt xoa bởi nhan sắc quyến rũ của nữ ca sĩ. Xuất hiện tại bữa tiệc với chiếc đầm màu bạc, khoe trọn đường cong cơ thể, Bảo Thi khiến những người xung quanh không thể rời mắt vì nhan sắc ngày càng chín mùi của mình. Vừa qua, ngày 7 tháng 3, nữ ca sĩ Bảo Thi đã đứng ra tổ chức một buổi tiệc dành cho những người thân thiết của mình và tất cả những thành viên đồng hành với cô trong công việc. Theo đó, yêu cầu của sự kiện này là tất cả những ai tham dự đều phải hóa trang theo phong cách Skateboy. Dù đã ngoài 30, Bảo Thi vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm như thuở đôi mươi, khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Tuy nhiên, cô cũng tiết lộ đã phải rất vất vả để lấy lại hình ảnh sau khi tăng hơn 4kg vào cuối năm ngoái. Đợt đi du lịch liên tục cuối năm vừa rồi với gia đình, đặc biệt là lúc trên tàu 5 sao, đồ ăn quá ngon lại không có sóng wifi thường xuyên, nên Thi chỉ biết ăn với ngủ. Chính vì ăn ngon ngủ ngon, nên chỉ đi một tuần mà Thi lên tận 4,5kg. Về tới Việt Nam, Thi bị suy sụp tinh thần một cách khủng khiếp vì chưa bao giờ lên tới ngưỡng đó. Chính vì vậy, Thi đã lên kế hoạch lấy lại vóc dáng ngay lập tức, Bảo Thi nhớ lại. Xuất hiện tại sự kiện còn có sự góp mặt của chị dâu Bảo Thi là người đạp Trang Pula. Dù đang mang thai ở tháng thứ 8, thế nhưng bà xã Thế Bảo vẫn tự tin diện đầm ôm sát khoe vẻ đẹp mặn mà. Chia sẻ về mối quan hệ với cô em gái nổi tiếng Bảo Thi, Trang Pula cho biết, hầu như Trang và Bảo Thi nhắn tin cho nhau mỗi ngày, từ cuộc sống gia đình, tình cảm cho đến công việc. Cả hai chị em cũng thường đi coi phim shopping với nhau nên rất là thân thiết. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thì gia đình nữ ca sĩ sẽ đón thêm một thành viên mới, chính là một bé trai. Trong bữa tiệc, Bảo Thi đã bất ngờ tiết lộ, tháng sau, Thi sẽ sang châu Âu quay MV dành tặng cho khán giả, những người đã chờ đợi Thi trong thời gian vừa qua. Và bắt đầu từ giây phút này, Thi sẽ trở lại âm nhạc một cách mạnh mẽ nhất. Lời chia sẻ này của Bảo Thi ngay lập tức khiến các fan không khỏi phấn khích. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ chỉ chịu hé lộ thêm đôi chút về dự án Trở Lại Sắp Tới của mình. Về ca khúc, Thi sẽ quay một số ca khúc ballad với nội dung rất là buồn. Vì là ballad nên MV phải có câu chuyện đàng hoàng, nhưng Thi sẽ cố gắng tiết chế về những tình tiết drama. Thi nghĩ thời gian vừa qua Vbop đã có quá nhiều MV drama rồi. Tất nhiên, Thi vẫn sẽ làm MV của mình có một câu chuyện để dễ dàng truyền tải cảm xúc, nhưng sẽ đi theo hướng nhẹ nhàng và quan trọng nhất vẫn là sẽ đẹp, đẹp thiệt là đẹp. Đến hiện tại, Bảo Thi hoạt động nghệ thuật nhẹ nhàng hơn khi cô không bị áp lực về kinh tế. Tuy nhiên, để các fan không chờ đợi và mong mỏi, thỉnh thoảng cô vẫn đi hát và thực hiện sản phẩm âm nhạc. Điều này khiến nhiều khán giả suýt xoa, chính là nhan sắc của nữ ca sĩ ngày càng đẹp theo năm tháng. Trấn Thành đăng loạt ảnh giả gái của hội bạn thân để mua vui cho chị em ngày 8 tháng 3. Trong số lời chúc của loạt sao Việt ngày quốc tế phụ nữ, có lẽ status của Trấn Thành là ấn tượng và dễ gây cười nhất. Vừa qua, sao Việt rầm rộ khoe quà và gửi lời chúc đến fan. Trong số đó có nam danh hài Trấn Thành, anh viết: "Chúc chị em ngày 8 tháng 3 vui vẻ, được cung phụng như cha như mẹ nha, mãi yêu." Bên dưới là loạt hình giả gái của chính nam danh hài và hàng loạt các sao Việt khác như Hải Triều, Chí Tài, Ngô Kiến Huy, Mạc Văn Khoa. Ngoài những người giả gái xuất sắc cũng có sao nam khiến fan cười ngặt nghẽo vì vẻ ngoài xấu lạ. Đây không phải lần đầu nam danh hài Trấn Thành giả gái, anh luôn được đánh giá cao khi hóa thân thành phái nữ, từ dung mạo đến thần thái.
BB Trần hóa thân thành cô nàng nóng bỏng. Ngô Kiến Huy biến thành nữ sinh ngây thơ. Mạc Văn Khoa được nhiều người đánh giá là rất giống Lê Thúy. Anh Đức có lẽ là trường hợp sao nam giả gái thất bại nhất showbiz Việt. Minh Dự cũng duyên dáng chẳng kém cạnh gì các chị em khác. Phan cười té ghế trước hình ảnh giả gái của danh hài Chí Tài. Hải Triều đẹp xuất sắc khi hóa thân thành phái nữ. Vinh Râu hài hước khi vào vai bà thím đồng bóng.